sinh viên thường lựa chọn các phương pháp như đi làm thêm, lựa chọn các trường học có học phí thấp, các nơi ở có chi phí vừa phải. Bên cạnh đó, việc săn học bổng cũng là một trong những phương pháp tiết kiệm chi phí của được nhiều bạn học sinh sinh viên lựa chọn. Và một tin vui dành cho các bạn sinh viên quốc tế là hiện nay trường Đại học MDS đang có những suất học bổng rất hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Trường Đại học MDS là trường đại học công lập duy nhất tại Úc, được xếp hạng thứ 33 trong top 100 trường đại học quốc tế thế giới. Đại học MDS có chương trình giảng dạy, đào tạo vô cùng đa dạng và phong phú. Trường cung cấp hơn 180 khóa học đại học và sau đại học, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Trường đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động nghiên cứu và học tập của sinh viên. Và hiện nay, Đại học MDS đang có những suất học bổng dành cho chương trình cử nhân tại trường cụ thể như sau. 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000 đô dành cho các bạn học sinh, sinh viên đăng ký khóa cử nhân nghiên cứu kinh doanh, quản trị và marketing, khai giảng vào tháng 5 năm 2018. Điều kiện đầu vào, điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ 7.0 trở lên, nộp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, IELTS 6.0, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Tham gia các hoạt động ngoại khóa là một điều kiện không bắt buộc, nhưng nếu có giấy chứng nhận sẽ được ưu tiên hơn. Áp dụng cho kỳ nhập học vào tháng 5 năm 2018. Lưu ý, hạn chót đăng ký nhận học bổng là ngày 2 tháng 3 năm 2018. Các ứng viên phải hoàn tất việc đăng ký tham gia chương trình học bổng trước thời hạn trên. Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện để nhận học bổng phải vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên. Đây 100% là assignment basic, dạng bài tập lớn được giao ngay từ khi bắt đầu môn học, được dùng để thay thế cho bài thi thực hành. Kết quả được đánh giá qua quá trình thực hiện, khả năng tay nghề và phỏng vấn trực tiếp vào cuối môn học. Yêu cầu của assignment basic thường là nhằm đáp ứng phần lớn các mục tiêu của môn học. Do đó, sinh viên sẽ nắm rõ được nhiệm vụ của mình là cần phải rèn luyện những kỹ năng gì, như thế nào để vượt qua môn học. Cách thức thực hiện bài kiểm tra sẽ được thông báo vào ngày 2 tháng 3 năm 2018, trùng với ngày chốt đơn xin học bổng. Từ đây đến lúc đó, hãy chú ý những mốc thời gian sau. Các ứng viên ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra vào 10 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2018. Kết quả bài kiểm tra sẽ có sau 1 tuần tính từ ngày các ứng viên làm bài. Ứng viên có thể được phỏng vấn bởi đại diện trường Đại học MDS. Tất cả những ứng viên đăng ký xin học bổng đều được miễn phí ghi danh, dù cho kết quả bài kiểm tra là có nhận được học bổng hay không. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học tỉnh Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, với số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh Quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5, với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.